Lịch sử Niệm Phật Đường Phước Bảo. Niệm Phật Đường Phước Bảo tọa lạc tại ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay do Đại Đức Thích Thiện Tân làm trụ trì. Duyên khởi hình thành Niệm Phật Đường Phước Bảo được bắt nguồn từ một nhóm Phật tử tại xã Xuân Đông đủ duyên đến quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Thiện Tánh tại chùa Phước Điền, xã Long Bình Điền, được Hòa Thượng hướng dẫn tu học Phật Pháp và hành thiện giúp đời. Vì nhận thấy vùng đất thuộc xã Xuân Đông chưa có cơ sở tự viện Phật giáo, Phật tử Diệu Bảo đã phát tâm hiến đất và kiền thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Tánh đứng ra thành lập chùa. Thế nhưng tâm nguyện chưa thành thì Hòa Thượng Thích Thiện Tánh đã mãn duyên trần và thị tịch. Nhận biết tâm nguyện của quý Phật tử xã Xuân Đông yêu thích tu học Phật Pháp, nhưng con đường đến các tự viện còn nhiều khó khăn, phải đi xa, qua sông, cắt đò. Vì vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo đã lập thủ tục xin phép các cơ quan ban ngành hữu quan thành lập cơ sở trực thuộc và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận qua quyết định số 71/QĐ-UBND ký ngày 12 tháng 1 năm 2012 với tên gọi Niệm Phật Đường Phước Bảo. Ngôi chùa Phật đầu tiên tại xã Xuân Đông bắt đầu hình thành. Ngày 31 tháng 1 năm 2012, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo đã có quyết định thành lập Ban kiến thiết Niệm Phật Đường Phước Bảo để bắt đầu xây dựng cơ sở vật chất làm nơi trang nghiêm cho quý Phật tử quy tụ tu học. Sau 2 năm hình thành và xây dựng, ngày 20 tháng 6 năm 2014, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thích Thiện Tân, thế danh Lê Thanh Tấn, sinh năm 1984, thường trú tại chùa Kim Linh, thị trấn Chợ Gạo, làm trụ trì Niệm Phật Đường Phước Bảo để trực tiếp chăm lo Tam Bảo và hướng dẫn Phật tử tu học theo tinh thần quyết định số 04/QĐ-BTS của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thiêng liêng mà Chư Tôn Đức giao phó, Đại Đức Thích Thiện Tân từng bước ổn định đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học đúng với hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước quy định. Mở khóa tu học Phật Pháp vào ngày Chủ nhật mỗi cuối tháng để Phật tử có dịp trở về tham dự và trang bị thêm kiến thức Phật học, ngõ hầu làm an lạc tự thân cùng tha nhân. Phước duyên hội tụ, bảo điện hình thành, niệm niệm tinh cần, Phật tâm hiển hiện, đường về biển giác, nào có đâu xa, tịnh độ ta bà, toàn do tâm tạo.